Cũng tại cuộc họp chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Văn Chánh, trưởng ban chỉ đạo cấp bách phòng chống bệnh dịch tả heo châu Phi cũng nhấn mạnh, nghiêm cấm hành vi mua bán thức ăn dư thừa và sẽ không áp dụng hỗ trợ đối với các hộ chăn nuôi cố tình sử dụng thức ăn dư thừa làm thức ăn cho heo. Chương trình thời sự tiếp tục với các tin tức kinh tế đời sống khác. Thưa quý vị, chiều nay, Cục Hải quan Đồng Nai tổ chức gặp gỡ đối thoại với doanh nghiệp Đài Loan nhằm lắng nghe, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp. Trên 100 doanh nghiệp Đài Loan tham dự. Đây là hội nghị thường niên được Hải quan Đồng Nai duy trì từ nhiều năm qua, theo phương châm, chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp. Năm 2019 này, thực hiện chủ trương của chính phủ về việc xây dựng một nền hành chính kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả. Hải quan Đồng Nai tiếp tục cải cách mạnh mẽ về thủ tục để nhanh tốc độ thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp. Tại hội nghị gặp gỡ đối thoại với các doanh nghiệp Đài Loan, Hải quan Đồng Nai đã cập nhật tới các doanh nghiệp những chủ trương chính sách mới nhất có hiệu lực thi hành từ năm 2018 đến nay. Bên cạnh đó, tài liệu tổng hợp những nội dung trả lời những vướng mắc mà doanh nghiệp nêu từ cuộc gặp gỡ trước đó cũng đã được biên soạn bằng tiếng Hoa và tiếng Anh để doanh nghiệp có điều kiện tìm hiểu tường tận. Ngoài ra, những nội dung vướng mắc phát sinh mới mà doanh nghiệp nêu liên quan đến thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, thủ tục khai bổ sung hồ sơ hải quan, quy định mới về nhập máy móc thiết bị đã qua sử dụng, thủ tục báo cáo quyết toán sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập liệu cũng được giải thích rõ ràng.